Con đây. The photo was taken inside a room. There are three people in the photo. Two men and one woman. All of them are standing and wearing shirt and jeans. The man on the right of the photo is wearing glasses. He is pointing at the graph on the box and saying something. The man in the middle seems to be thinking about something. He is holding a tablet in his left hand. The woman on the left of the photo is holding a document in her right hand. She is smiling and looking at the box. I guess they are discussing something. The surroundings are very bright and green. À, bright and Clean. clean. Ok. Linh là có vận dụng là ba người này giống nhau, sau đó là từng người, sau đó là ra cảnh chung. Hợp lý nha. Có điều cái chỗ này nè. Board, đọc thành board hay gì đó, đúng không? Rồi, thế cô mới hồi ông chỉ ra đâu? Board, con lưỡi lên. Board. Nào, đọc lại nè. Or. Cô bật ra nè. Or. 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 Ha. Board. Board. Rồi, thêm một cái nha. Vẫn là nội dung cũ nè. Phát âm. Miêu tả tranh lưu loát nhưng giọng không đủ âm bằng Dũng. Bài này Dũng đã phát âm đúng hơn em nha. Được chưa? Bài này em vẫn thiếu một bài âm đuôi, Dũng thì đủ âm đuôi, có điều giọng nó hơi kinh dị tí thôi. Linh là phải âm bài này miêu tả lưu loát á. À, âm này thì không đáng kể đi, còn lại thì có một vài âm em hơi hơi kiểu là ví dụ như cái âm sờ thì em sờ và âm sờ phải âm giống nhau luôn, sửa lại âm thôi. Độ lưu loát thì không ai bằng rồi, đi theo lưu loát như thế nhé. Sửa lại âm nha. Cái Ủa, âm chị mà không nhớ được kiểu đơ một lúc kiểu không không kiểu không nói đơ một lúc không biết nói gì xong tự à. nhiên nói được. Mình phải luyện thật là nhiều, luyện tới khi mà tranh vừa ra từ nó búng ra ngay rồi thế đó mình mới đi thi. Còn nếu mà ở hiện tại hiện tại thì ráng lắm, luyện đề mấy tháng trời cùng lắm thì cũng chỉ được B1. Nhớ nhớ cho cô nè, phát âm không đúng thì người ta không hiểu mình nói gì. Trong tiêu chí chấm điểm nè, bao gồm phát âm, đầu tiên là phát âm nè, sau đó họ chấm từ vựng tiếng Việt luôn nè, tiếp theo họ chấm ngữ pháp, và cuối cùng là liên kết ý. Cô sẽ phân tích cho em tại sao em phát âm không được là em mất luôn điểm nè. Phát âm không được là em không có điểm rồi, người ta không hiểu em đang nói gì, vậy thì từ vựng em dùng vô nghĩa, có hiểu em nói gì đâu, đúng không? Mà bởi vì người ta không hiểu em đang dùng từ gì thì cái nội dung em truyền tải không thuyết phục, không thành công, mất 3 phần điểm rồi. Còn ngữ pháp thì dục luôn đi. Có hiểu nói gì đâu mà chấm ngữ pháp. Khi em phát âm rõ, từ em dùng người ta hiểu, nội dung em truyền tải ok thì lúc đó cô nói em nói không được, cô đâu hiểu đang nói gì đâu, thành ra chữ nó cứ dính dính dính, nó cứ rời rạc, thành ra không chấm được. Phát âm là khơi nguồn của mọi đứa nhá, em đừng nói là cô em phát âm bình thường, từ vựng em dùng cao siêu là được, không có, em phát âm không đúng thì không ai hiểu nói gì cả. Luyện cho cô phần phát âm, sau đó mới luyện ba cái kia. Hồi trước là miêu tả tranh nè, em nhớ là miêu tả tranh ban đầu là không biết gì hết, cô dạy một thời gian biết đi cái bố cục, bây giờ đã biết đi bố cục rồi, về luyện cái gì? Luyện thêm từ vựng, luyện phát âm và luyện độ lưu loát mạch lạc nhé. Rồi, và bài tiếp theo Dũng cứ đọc cái giọng đó, nhưng mà chen cái chút kể chuyện cho bé nghe vào, chỗ đó nó hơi rùng mình tí ha. Cô nghe không? Dạ Tôi tưởng tượng ra cảnh vâng. cô cũng hơi sợ thiệt á. Rồi
Tiếp nè, hôm trước vẫn còn vài phần, mình đi tiếp nha. Chàng là 11. Khi nào dùng trạng từ ví dụ? Adverb. Trạng từ đứng ở Chạy đâu từ dùng ai? Trạng từ đứng ở trong bài đâu? năm nó đang ở trong bài Không, năm cô là đang sao hỏi em á, cô đang hỏi em á, trạng từ đứng đâu? à, Bình thường đúng không? Bình thường không? sau động từ À, nó đứng sau động từ. Nó có thể đứng trước động từ nhé. Tức là nó đi với động từ. Và nó đi với tính từ. Tức là câu này đã có tính rồi. Thì anh trạng từ anh đứng trước tính từ để anh bổ nghĩa cho tính từ. Trạng từ bổ nghĩa cho động từ thường. Nếu như câu đó đã đổi thành phần to be và tính từ thì nó bổ nghĩa luôn được cho cả to be. Được chưa? Ha. À, rồi. Now tell me your answer. Number one, lên please. They are sitting quickly on the green blanket near the lake. À, quickly, what does it Nhanh. mean? Nhanh, quiet. What does it mean? Ngồi một Im cách lặng. sao? Im lặng, ngồi một cách lặng lẽ, tĩnh lặng đó. Ha, tức Đấy là chỉ họ là ngồi. nhanh, nó chỉ miêu tả đấy là quietly. Tức là họ đang ngồi một cách tĩnh lặng. Hồi mà không có nhảy nhót, không có ầm ầm á. Ngồi im á. Ngồi im lặng ha, trên một cái tấm thảm xanh gần cái bờ hồ, người ta ngồi ngắm cảnh, người ta không nói gì cả, quietly. À, Quietly. còn quickly là phải chạy nhanh tới cái chỗ đó, em ngồi nhanh lên cái hành động chạy nhanh Mau tới rồi ngồi xuống. Không được, chạy nhanh tới ngồi xuống thì được, nhưng mà đang lúc này đang ngồi rồi, quietly, giống number two. kìa. Đúng cô là the man is often going to make a photocopy. The man is often. Ngày nào cũng đi photo làm gì Dũng? Anh thường đi đúng không? Rồi. Vâng. Is going to là gì? Be verb in là thể diễn nào? Going to. À, nó thì hiện tại tiếp diễn ạ. Tiếp diễn. Ông này ông đang thường đi. Không được. Ông đang đi. Người đó đang đi nhưng mà mình không biết ông đi đâu cho nên mình đoán là có thể là ông đang đi tới đó. Từ nào mày nghĩ là đoán nè? À, có thể Ừ, cái từ từ nào? properly Properly, người đàn ông có thể là đang đi tới chỗ đó. Often và frequently là thường đi và thường đi sẽ đi cho thì hiện tại đơn. Còn mình đang miêu tả tranh, mình dự đoán. Ví dụ như chỗ đó có hai tiệm, một tiệm là photocopy, một tiệm là cà phê đi, thì ông đi tới đó lúc này ông về phải thì mình đoán là có thể là ông đang đi tới đó, hoặc là đang trên đường đi mà ông cầm cái cốc cà phê thì mình đoán là ông đi tới cái tiệm cà phê, mà ông đang cầm cái cuốn sách thì có thể là ông đang đi tới cái tiệm photocopy hay cái gì đó. Probably có thể là đang. Number three, Linh. The customer is waiting patiently to buy some fresh bread. Fresh bread. Again. Fresh Và bread. fresh. Nào nào. Fresh Fresh. fresh bread. Lại nào Linh nào. Fra. Fra. Fresh. Fresh. Rồi tiếp Press. nào. Fra. Bra. Fra. Fresh. Press. Okay, buy some fresh bread. Buy some bread. Okay, đang đợi một cách kiên nhẫn. Là ngoài cái hành động mà mình tiêu tả ra thì nếu trong đầu có thể ra được trạng từ để giải thích cho cái hành động đó thì càng tốt. Ha.
Không biết lúc đó đầu mình có ra kịp hay không, nhưng đầu tiên mình phải đảm bảo là ra được cái động từ đã. Còn tính từ thì mình từ từ mình nâng cấp lên, tính từ trên từ. Number four. Number four, the man in the white shirt is from a technology spot. He's working quickly to fix the computer. Working quickly to fix the computer. What does it Quickly mean? Đang. là kiểu anh ấy đang nhanh chóng để fix cái để sửa cái lỗi của cái máy tính. Okay, that's right. Number five, Lynn. Number five, your picker has on a black hat. Does she seldom wear every day? Baker has on a black cap. Does she seldom wears every day? Cô ấy sao? Yep. Hiếm Seldom, khi. what does it mean? Hiếm khi. Cô ấy hiếm khi mang mỗi ngày. Tức là mỗi khi nhìn thấy cô ấy là đều nhìn thấy cái nón màu đen á, cho nên mình đoán là gì? Cô ấy hiếm khi hay là cô ấy có khả năng sẽ mặc hàng ngày. Nhưng mà có khả năng sẽ mặc hàng ngày, nghe nó cũng quẩn lắm. Tức là bước vô một cái tiệm bánh, nhìn vô cái bức tranh thấy người đó đội cái nón màu đen, thì mình đoán là người đó hiếm khi đội hay là người đó thường hay đội. Thì nếu mà theo chuẩn này thì là sẽ thường hai Đoán đó là thường hay đội. đội, nhưng mà trong câu này đã có chữ thường xuyên rồi, đó chính là từ everyday ha. Ví dụ em bước vô cái tiệm bánh mà em thấy cái bà xõa tóc, bà không có đội cái nón, thì mình sẽ nói là bà này hiếm khi đội. Còn đằng này nó có hàng ngày rồi, và em thấy bà đội cái nón, cho nên lúc này là mình đoán là có thể là bà này bà đón bà đội hàng ngày đó, nhưng mà mình không chắc lắm nên mình dùng từ properly ha. Đáp án nào? Properly is the correct answer. Baker has on black cap that she properly wears every day. Okay. Cô dạy một chút về từ in the white shirt nhé. For example, the man is wearing a black shirt. He is sitting on the chair. Cô nối hai câu này lại thành một câu thôi. Được chưa? The man in a black shirt is sitting on a chair. Suy ra cho cô quy luật của câu này là Dũng. Thì in a black shirt có nghĩa là gì vậy? Chưa bấm Dạ nút. thưa cô, cho em xem thì cô đấy là cái người đàn ông trong cái trang phục màu trắng à, trong cái bộ quần áo sơ mi màu trắng à, trong cái Màu bộ quần đen. áo màu trắng Màu đen. à, quên, em lại dịch nhầm rồi, xem quên. Ở bên bên dưới là màu trắng, quên dịch Trong nhầm cái bộ màu trắng màu phải là đen ông chui vào cái áo đó hay sao? đúng. Ông chui vào cái áo đó hay sao? Ông đang làm gì với cái áo đó? Dạ ông ấy mặc cái áo. Ông đang mặc cái áo, cho nên khi mình nói cái người đó đang mặc cái gì, đang mặc nhá, và mình À đâu phải muốn mà là gom mặc chứ lại nhỉ. đang mặc. Em ơi, đang mặc chứ sao em mặc? Em đang mặc cái áo nó vẫn còn mà, có phải em bỏ vô một giây rồi em quăng nó đâu? Người đàn ông Vâng. mà đang mặc, nói là Ừ. người nào đang mặc cái gì đó thì mình sẽ dùng in cộng với cái đồ đó nhá. Ví dụ cô nói nè, looking at the picture, the girl in red, hoặc là in a red sweater. Người nói nè, the man, ví dụ trong đó có nhiều người đàn ông ai cũng mặc cái áo sơ mi hết, mà tự dưng ông đó mặc cái áo màu đỏ, em nói là the man in red. Trong cái bức hình nha, người đàn ông mặc cái bộ đồ màu đỏ, không nói là quần đỏ hay áo đỏ, nhưng mà thấy từ red mặc đồ màu đỏ. Còn nếu rõ luôn là in a black shirt là người này đang mặc. Được chưa? Câu ví dụ tiếp theo nè. Nhớ nhá, in mà đi với đồ quần áo có nghĩa là người đó đang mặc cái đồ đó. Rồi. The woman who is
Carrying a bag. She is my sister. Được, con nói hai câu lại nè. The woman with the bag is my sister. Lên nào. Vậy thì từ with mang nghĩa là gì? With là đi kèm với. Đi kèm với là mình đang cầm cái đó, cũng là cái phụ kiện trên người mình luôn. Thế bây giờ cô hỏi em là cô mang đôi giày thì cô sẽ dùng ví dụ như là cô gái mang đôi giày màu xanh đi, sẽ là the girl in hay là with a green pair of shoes? Em nghĩ là the girl with a green pair Đúng rồi, bởi vì nó là phụ kiện, cô không thể nào chui vô trong chiếc giày được, mình chỉ có mặc á, mặc chiếc giày, mặc quần áo thì mình dùng in á, hoặc là mặc dù cô ấy nè, the girl is wearing a green pair of shoes, nhưng cái giày hay là giày nè, hay là mắt kính nè, hay là vòng tay gì đó, nó là phụ kiện, một phụ kiện thì mình sẽ dùng từ with. Được chưa? The girl with cái gì đó, mà khi đã with cái gì đó thì chưa có động từ, nguyên cái vế này luôn là chủ ngữ, là chủ ngữ chính là từ the girl. Rồi xong phần này nhé. The next one, Dũng dịch là cô cái chỗ này nói gì đây? Cứ bật mic lên đi, khỏi tắt lên tắt xuống nó lâu đó Dũng. Dạ thưa cô, Theo cái vâng, format này để mình tổ chức cái bạn cách trả lời có nè. thể Đầu tiên là là, nói cái gì? Đầu tiên luôn đi dạ nha. Đầu đầu tiên tiên nói là là refer là cái gì nhỉ, em quên mất rồi. Refer là tham khảo, mà trong bài này nó nói gì? À, Refer là chỉ ra hoặc là chỉ cái gì đó, tức là câu đầu tiên mình sẽ nói là bức tranh này được. tham Chụp rồi. khảo Tham bài khảo hình là ảnh sao? ai em, Đầu dạ đầu tiên là ví dụ nhìn vô bức hình mình nói là bức tranh này được. chụp ở đâu, Chụp ở đâu? Nó nói về cái gì? Tức là mình phải chỉ ra bức tranh đó nó chụp cái gì, nội dung của nó là, sau đó mình mới nói cái gì đây? trong một người nào ở trong bức ảnh đấy. Người ở trong bức ảnh là ai? Mà Vâng. từ where the person are, có thể là họ đang ở đâu, nhưng mà nãy mình nói ở đâu rồi thì chỗ này mình bắt đầu miêu tả Kêu họ em đang làm những nó. hành động gì nhé. Ha. Ví dụ mình nói là bức tranh này đang ở nói về công sở, thì xuống đây mình sẽ nói là họ đang ở trong văn phòng nào. Còn ở chỗ mình nói luôn bức tranh này chụp ở đâu rồi, lúc này miêu tả người đang ở đâu, và cuối cùng là những cái đặc điểm của em thấy họ. Nhưng mà thêm cho cô một ý là cảm nhận của mình về bức tranh, ví dụ như lúc nãy cái Linh có nói là cái căn phòng này có ánh sáng và nhìn nó rất là sạch sẽ và thoáng mát hay gì đó. Sạch sẽ và thoáng mát nó không phải là sự thật, mà nó là cảm nhận. Có người nhìn vô thấy nó ghê quá, có người nhìn vô thấy nó đẹp quá, thì nó là cảm nhận của mình rồi. Rồi bài này làm chưa? Được ạ. Dạ bài ấy làm rồi ạ. Làm rồi rồi hay chưa? Cô nghe không ra nè, nên làm chưa hay chưa? Chưa rồi. Bật lần nữa nghe á, tự khoanh nha. Bài này chỉ nghe rồi, rồi đánh theo thứ tự thôi. Listen and Ô. order. Hả? Sao vậy? Cô đợi em tí, nhưng bài em làm rồi. Nhưng mà nghe lại lần nữa đi. Linh chưa làm nè. Nghe lại phát âm cho cô luôn nhé. Listen and number the sentences into the correct order. 1, 2, 6. Dũng làm rồi nhưng mà check phát âm, lát nữa đọc cho đúng nha. Thế Hôm chứ qua rồi. cô. Hôm qua Em lại cô. dịch bài này Hả? ra em, chứ em không có nghe. Là dịch mà không thèm nghe à? Em tưởng đây là bài dịch. Đâu, nhưng mà em phải nghe để em biết người ta sắp xếp Vâng ý như thế vâng nào. vâng vâng Speaking question 3. Ủa, cô chưa gửi Get file it nghe đúng right. không ta? Cohesion Ok. and structuring a response. Cô gửi nguyên một file chưa? Không nhớ hả? Rồi hôm sau Rồi cô gửi rồi rồi. nguyên file. Không nhớ, hôm Cô sau gửi cô gửi được nguyên rồi. file. Rồi. Lát cô gửi lại đi, chắc là nó mới hết hạn rồi, nó cũng hết hết tải được rồi. Lần sau cứ xem cái tên file trong sách của mình nhé. Gửi file trong sách của mình rồi theo cái số là 304. Trong file nó ghi là 304 đó. Ok. Tip 2,
Task. Sample response. There are two people in this photo. The man, who is on the right, is wearing a white shirt and grey slacks. He's holding a pair of glasses. The woman, who is on the left, is wearing an orange short-sleeved blouse and black slacks. She's holding a document of some kind in her hand. Both seem to be about 30 years old. It looks like they're in an office because there are office machines and four rows of boxes with slots that are filled with different types of paper and envelopes. The two people are standing next to a copy machine, looking at a document and talking about something. The document has a lot of pages, so maybe it's a report. Or perhaps it's a manual for some type of office machine. Không phải lộn ba người ta, 304 đúng không? Ủa? Ủa cái này với cái kia đâu có dính nhau đâu mà. Look at the photo, read the sentences, number the sentence to put them in the correct order. Phần này không có phần nghe à. Look at the photo above, listen to the same response to the photo. Có mà ta. Speaking question three. Get it right. Cohesion and structuring a response. Tip two, task. Sample response. There are two people in this photo. The man, who is on the right, is wearing a white shirt and grey slacks. He's holding a pair of glasses. The woman, who is on the left, is wearing an orange short-sleeved blouse and black slacks. She's holding a document of some kind in her hand. Both seem to be about 30 years old. It looks like they're in an office because they're... Cái nội dung với cái bài nghe này nó hơi khác nha. Nè nhau. Nó hơi khác á. Cũng là bài miêu tả về bức tranh nhưng bài này là một cái dạng miêu tả khác nữa. Sao Dũng nè. Number one Dũng. Dạ, number one em chọn well, there are two people in the picture and a man and a woman. Ok. Link number two nè, mình đoán thôi nhé. Number two là the điểm man chung, điểm chung. and the woman are standing in the in the mail room or a copy room in front of a photocopy machine and near some mailboxes. Ok, điểm chung của hai người đó. Number three, Dũng. Điểm điểm riêng nè. Em có gì khác? Tên Dạ. bức tranh, điểm chung của mọi người, sau đó mới ra điểm riêng, cho nên số 2 là đúng rồi. Bây giờ qua điểm từng đứa là Dũng. Thế thì the woman is on the left and she wearing a blouse and black pen. A pen. Pants. Pants, pants, She is holding a document. document. A document. Okay, lên number four. Number four, next to the woman is a young man wearing a white shirt and casual slacks. Casual slacks. Casual slacks, cái quần đó, cái quần nè. Casual slacks. Giống nè. Oh. Dạ. Oh, Em. đâu qua Ôi. Dũng mà hả? Vâng. Thực ra thì em thì ban đầu em điền chỗ khác nhưng đến bây giờ là chị em ít lúc like Thì em điền chỗ JM. khác nhưng mà giờ cô cho đáp án rồi thì em phải tự Vâng. suy luận. Bây Em. giờ cô finally với lại đúc lúc vai sẽ chỗ này cái nào đứng cuối, Em ít gì? cái nào mà cuối cùng nè, cái từ nào dấu hiệu của cuối cùng nè. Cái em ít lúc này No. Sao sao nó lại đứng sau finally? Finally what does it mean? là cuối cùng à? Cuối cùng thì nó là cuối cùng. Nhưng mà ý là cô bảo đang bảo em điền tiếp thì em chả điền số 4 là em lúc này, còn cuối Đúng. cùng mới là cục tinh chứ. Nó 5 chứ sao số 4 nhỉ? À đúng rồi, số 5 xong bắt đầu số 6 mới là cổ mặt À, đi, ra, thì em đang ok. điền thứ 5 mà.
À ok. Rồi, đứa hỏi đàn đứa trả lời nè. Rồi, cô làm đâu rồi? À. Finally, hand in my bean collects. Nhớ nè. Đầu tiên là giới thiệu bức tranh. Cho điểm chung của hai đứa. Sorry, ở chỗ đây. Cho điểm chung rồi xong mới qua một đứa này và một đứa kia. Nhưng tại sao đây không phải là người 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 nữ, người nam trước mà là người nữ? Tại vì nó nói là kế bên người nữ là người nam, thì chỗ này nó phải nhắc tới người nữ trước, nó phải miêu tả người nữ xong rồi nó mới qua người nam, chỗ này hợp lý. Rồi còn lại thì mình đoán thôi. Xong phần này nhé. Bây giờ nghe lại cho cô nè, nghe và trả lời câu hỏi này nhé. Bài này bạn nghe nghe lại cái đoạn lúc nãy luôn, nhưng mà cô sẽ bấm dừng từng câu. À rồi ok. Office machines and sample response. There are two people in this photo. The man who is on the How many people are in the photo? How many people are there in the photo, Linh? There are two people in the photo. Who are they? There are a man and a woman. A man and a woman. Don't say they are, huh? There are two people in the photo, a man and a woman. So number two now, where are the people? Ở đây ở đâu vậy? Right is wearing a white shirt and grey slacks. He's holding a pair of glasses. The woman, who is on the left, on the right, is wearing a white shirt and there are two people in this photo. The man, who is on the right, is wearing a white shirt and grey slacks. He's holding a pair of glasses. The woman, who is on the left, is wearing an orange short-sleeved blouse and black slacks. She's holding a document of some kind in her hand. Both seem to be about 30 years old. It looks like they're in an office because there are office. Where are they, Dũng? Office. Office, correct. Rồi, what are they doing? Hồi nãy họ nói trước rồi, giờ mình phải nhớ thôi. Linh nè. Linh Nhớ còn nhớ rồi không? cô. Không nhớ hả? Em Họ đang nhớ làm là gì? mặc cái gì thôi. Lại nha, lại nè. Is wearing an orange short-sleeved blouse. He's holding a pair of glasses. The woman, who is on the left, is wearing an orange short-sleeved blouse and black slacks. She's holding a document of some kind in her hand. Both seem to be about 30 years old. It looks like they're in an office because there are office machines and four rows of boxes with slots that are filled with different types of paper and envelopes. The two people are standing next to a copy machine. Where, what are they doing? They are standing they are standing Next to next the to the photo photo gì photo machine phải copy machine. không? Copy machine. Rồi, all the details, tức là lúc này miêu tả đồ của họ nhé. Bây giờ nghe lại lần nữa. Nhìn lại phần này nhé. Lần này là lần cuối đó. À. Two people in this photo. The man, who is on the right, is wearing a white shirt and grey slacks. He's holding a pair of glasses. The woman, who is on the left, is wearing an orange short-sleeved blouse and black slacks. She's holding a document of some kind in her hand. Both seem to be about 30 years old. It looks like they're in an office because there are office machines and four rows of boxes with slots that are filled with different types of paper and envelopes. The two people are standing next to a copy machine, looking at a document and talking about something. The document has a lot of pages, so maybe it's a report, or perhaps it's a manual for some type of office machine. Slacks, what does it mean, Yung? Dạ, thì Slacks. select. Ông ấy đang mặc cái áo sơ mi trắng và cái gì đó màu xám. Cái slacks là cái gì? Để em thử nhìn được. À, em không biết, em không biết từ Trang, mới. trang 22, trang 22. Không biết thì đó, trang 22. Vâng, để em nhìn vào một cái chắc Chết rồi đó. Bây giờ ổng mặc rồi, không lẽ ổng mặc áo, ổng không mặc quần, đúng không? Đúng không?
À là cái quần Mặc hả? áo. Cái quần á, không lên mặc áo, không mặc quần, không đeo mặc váy nha. À, select là cái Được chưa? quần. Và the slacks là cái quần. Cái quần bình thường thôi. Cái quần mà kiểu ông mặc cũng hơi rộng rộng nè. À, nó không phải là quần vest. Vest thì nó sẽ mặc theo kiểu là nó hơi ôm vào người ấy. Bữa nay em chỉ nói là mặc cái quần bình thường thôi, nó không có phô trương gì cả. Còn ví dụ mình vô mình đón thì ổng mặc áo thì tất nhiên phải có mặc quần chứ không lẽ mặc váy. Ví dụ người phụ nữ nhìn vô là không rõ đằng nào mặc áo với là một cái gì đó ở dưới. Nhưng ông này chắc chắn là ông phải mặc quần rồi. Thì mình đón một cảnh nhá. Đi thi từ vựng đầu tra đúng không? So, slacks, cái quần. Cái quần. Người Bắc gọi là cái quần. Cái quần đúng không? Nam gọi là cái quần. Nói chung là cái quần. Slacks. Rồi. Tìm cho cô động từ hành động hai người đó làm chung với nhau nào. What are they doing? Linh nào. They are standing next to a coffee machine. Look at the document and talking about That's right. Rồi, câu này nói về hành động của họ nhé. Rồi, other details, những chi tiết khác nói về hai người này, Dũng nào. chi tiết khác nói về hai người ấy. Từng chi tiết à thì kiểu cô gái thì đang à she holding a document of some in her hand. Còn người đàn The man, the the man. man ở đâu nhỉ? Là đâu? Holding À, a pair of he glasses. holding pair of glass. Okay. So remember, if you have no ideas to expand, no ideas to describe more the picture, so this one, tell me the clothes. White shirt, gray slacks, short sleeve blouse, and black slacks. Blouse là cái áo của người phụ nữ nha. Em không xác định được là áo sơ mi hay áo thun. Còn những cái áo kiểu còn lại gọi là blouse. Nó không phải áo sơ mi, nó cũng không phải là áo thun. Blouse. Right. This is sleeves. This is long sleeve. What does it mean, sleeves? Áo dài Dài gì mới được nhé? về tay Dài tay em nó áo dài, tưởng cái áo dài của Việt Nam phải làm sao? À, thêm một từ nè, holding a document of some kind, cái cụm mình nè, of some kind, khi em không biết nó là loại tài liệu gì, em nói là cô ấy đang cầm một cái tài liệu nào đó, thì dùng cho cô là of some kind. Là em không biết cái loại đó, tài liệu đó là tài liệu gì, nhưng mà em biết nó là tài liệu, còn nó là cụ thể là cái gì thì mình không biết, dùng cho cô cụm of some kind. Now repeat after me. Blouse. Blouse. Âm S đâu? Blouse. blouse Short sleeve. softly Short softly sleeve. Sleeve. softly softly Sleeve. softly Âm vừa đời nhé. Nào. Eve. Eve. Y rồi mới tới V, mới tới D. Short Short sleeve. sleeved. Ok. Long sleeved. Long sleeve. Long Long sleeved. Long Rồi cái quần là gì? Cái quần là sleeve. Tập hẹp. Là pants nè. Rồi trong này có từ slacks. Còn cái nào nữa? Còn từ nào nữa? Charger. Trousers. Rồi cái quần ngắn thì gọi là gì? Short. Short pants. Còn cái quần dài gọi là gì? Long Cái quần này là nó dài rồi đó nha. Cái quần này là nó dài được, còn nếu mà nó ngắn thì người ta gọi là shorts, được chưa? Người ta gọi là shorts, thì cái này là cái quần quần đùi đó thì người ta gọi là shorts rồi, chứ đừng có gắn vào cái từ shorts vô. Chỉ có cái áo
thì nó là cái áo, rồi nó có tay hoặc là không tay. Ví dụ nó không tay nhá, à không tay nè, sleeve là cái tay áo, còn nó không thì là sleeveless, được chưa? Là cái áo không có tay. Ví dụ như áo ba lỗ á, áo mình nó sát cánh đây á, nó không có cái tay, không phải là người ta kiểu là áo mà áo không tay đó, được chưa? Thì mình gọi là sleeveless. Sleeveless. Còn cái quần dài là nó thuộc ba đứa này, còn quần ngắn là shorts, rồi đừng có gắn vô là short pants và long pants. À, one more time. Short sleeve. Long Long sleeve. sleeve. Long sleeve. Long Long sleeve. Sleeved. Sleeved. sleeve. Sleeved. Sleeve. Sleeve. Có âm sờ Sleeve. đằng trước nè. Sl, sl, Sleeve. Sleeve. sleeve, sleeved. Sleeve. 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 Hai đứa Sleeve. thiếu S rồi. Again. Sleeve. 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 Sleeve, Okay. leaves. Sleeveless. Sleeve. Sleeveless. Sleeve. Okay. Right. Document A document of some kind. of some A kind. document of some kind. Tức là một cái loại tài liệu nào đó, tiếng Việt mình nói vậy đó, mình không biết là tài liệu gì, không biết là văn bản, hợp đồng hay là tiền thưởng hay là báo cáo hay cái gì đó, nó thuộc tài liệu thôi mà không biết tài liệu nào. A document of some kind. Document of some kind. Ok. Bữa giờ không biết hai đứa có viết bài đầy đủ không nha. Hả? Thôi im lặng rồi. Dạ. Có Thôi im viết một lặng số đâu. Im lặng là đồng ý hả? Không viết một số từ. Viết hết. Trời ơi, viết hết, ôn hết luôn. Cô không thể nào mà em cứ học mình tháng nào cô cũng ôn từ cho em được, cái tới topic thì nó ra từ rồi, mình phải ôn nữa. Hôm nay giờ đang học xong tới thi ôn lần nữa, từ cả đống xin mà ôn. Ôn dần dần ra. Rồi đọc cho cô nè. I'm not positive. not positive. I'm not positive. Cô đọc chậm, mình đọc chậm cho rõ âm nhé. It's not likely that. It's not It's likely not that. likely that. I'm not sure, but. Not sure, I'm not but sure, but. I'm doubtful about. Doubtful doubtful about. Doubtful. Doubtful. I'm doubtful about. about. Might be. Must be. Could be. Be Possibly. possibly Possibly. Probably. probably Perhaps. 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 perhaps Perhaps. À, giống thiếu rồi. Perhaps. Perhaps. perhaps À, maybe. maybe Maybe. Most likely. Most most likely. likely Most likely. Maybe. maybe Maybe. Cái từ maybe, cái từ maybe là động từ khiếm khuyết. Thì sao anh này sẽ đi với một cái động từ giữ nguyên? Còn may đã có be rồi thì be này là to be, cho nên mình sẽ dùng tính từ nhé. Được chưa? Tức là anh đứa này là ảnh giống như chữ can nên sao nó là động từ giữ nguyên. Còn này là may là đã chia rồi, còn be ở đây là to be. Chia thêm tính từ. À, next. À, it's certain that. It's certain It's certain that. It's likely that. that. It's It's likely that. likely that. Surely. 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 Undoubtedly. 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 Chữ bờ không đọc nên là out rồi, tiếp it luôn ha. Undoubtedly. Undoubtedly. Definitely. Definitely.
There in the Where in the sleeve? must Misty. must be giống again. Must be. Okay, should be. Should be. Rất công lỗi làm should be. Should be. Ok. À, Linh nè. Linh number one. Make it less certain. Làm cho nó ít chắc chắn là ít chắc chắn là cái cột gì đây? Somewhat sure nè. Nó không còn chắc chắn. Vì uncertain là không chắc chắn nè. Vậy thì chuyển cái câu đó về những cái cụm của cột cột này á. Ok. Lên nè. Là kiểu thay thay vào ạ. Ví dụ chữ is, cái chữ is là mình chắc chắn, nhưng mà mình chuyển cái chữ is thành một cái chữ không chắc chắn, ví dụ như từ might. Ha, I think that the woman might be the man's boss, cho nên mình chỉ is là 50-50, nhưng mà might thì có thể là chỉ chiếm khoảng 20 tới 30% thôi. Dùng cho cô từ ở cột số đầu tiên á, uncertain á. Mình không còn chắc chắn về cái từ đó nữa thì mình chuyển á. Is chuyển thành might be rồi. Number two nè. Giống nè. Chuyển cho cô từ sure thành từ gì Number two thì em sẽ điền là hả? must be the man eating pork. Dạ. Sure là chắc chắn, không chắc chắn là từ gì á. Alo. Nghe không? Dũng nghe cô nói không? Cô cho em hỏi là em tưởng là ngay. Dạ. Thay những cái câu như chắc chắn thì mình sẽ thay bằng một từ chắc chắn khác nhỉ? Thì không, cái từ make it less certain làm cho nó không chắc chắn. Cái câu này là mình chắc, nhưng đề yêu cầu mình nói theo cái kiểu là mình không chắc. À, em chắc là Linh có 10 tỷ đó, nhưng giờ cô bảo là em mà nói kiểu đó mà em không có bằng chứng là có người hốt em đi á, thì bây giờ em nói lại là em không chắc lắm đi. Hiểu không? Chuyển cái câu từ chắc thành không chắc, thì I'm sure là chắc, là không chắc thì sao? Âm gì giống? Thế thì không chắc gì à? Thế thì I'm not À, sure. I'm not sure, tôi không chắc. I'm not sure the man is waiting for a document. Thế ông đứng tôi biết ông gì đâu. Ông chắc nhưng mà mình đoán đoán thôi, ông nói sure. Linh nào, must be là chắc chắn nè, chuyển thành không chắc nè. The woman are not positive the children mother. Cái cụm âm not positive là tôi không chắc nha. Còn cái độ của mình là không có đổi. Cô lấy ví dụ nhé. Cô lấy ví dụ là I'm sure the man is waiting for a document. Chứ không chắc, cô nói là I'm not sure. Còn cô nói là I'm not positive. The man is waiting for a document. Cái cụm I'm not positive là tôi không chắc rồi. Yeah. Ủa, em gắn cái chữ đầu của mình nó positive, câu này không còn nghĩ là tôi không chắc nữa. Vậy thì chuyển cho cô nè, must be chuyển thành một cái từ khác nè, cũng trong cái khung đó luôn. Cái cụm I'm not sure, I'm not positive là nó đi chung với nhau, mang nghĩa là tôi không chắc lắm. Ừ. À, nó đi với nhau ạ. Nó Em đi tưởng với là nhau nó không cho nó ra, không được, chia tách người ta ra không được. Rồi, the woman. woman could be the children's mother. Could be the children's mother. Đoán không chắc lắm. Đoán thôi. Có lẽ là it's likely that. Giống nào? That is not likely that the Ừ. man is there to repair to the computer. Correct. It's not likely that. Computer. A Computer. 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 Ok. Lên nào. Oh, definitely. Chắc chắn. The man and woman might be running in a race. Might be running. Correct. À, might be. Còn có tin. Number 6. Lên. À, sorry, Dạ ít sơ tình à từ từ à
Cái đấy em sẽ điền là không chắc là am not positive. I'm not positive. The man is a new employee at the Điền company. vâng. Okay. Undoubtedly, what does it mean? Dạ, hình như là chắc chắn một cái gì. Chắc chắn đúng rồi. Cái từ doubt là nghi ngờ ha. Còn nó có nghi ngờ rồi undoubtedly là trạng từ. Chỗ này là không có nghi ngờ thì nó là chắc chắn. Không còn nghi ngờ gì nữa. Là chắc luôn rồi. Ra đáp án rồi. Nên là chắc chắn nhé. Nhớ để cho cô gốc từ là doubt. Ha. Doubt và un chắc chắn. Và anh sửa lại là I'm not positive. The man is a new employee at the company. Correct. This one. Who is wearing a shirt, Dũng? Who is wearing a shirt? The young man is wearing. So we can say the young girl and the older. Có hai người thôi so sánh hơn nhé. The younger man and the older man. So the younger man is wearing a shirt. What color is a shirt? What color? So nói nguyên câu. The younger man is wearing a White shirt. shirt cộng lưỡi là shirt. 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 Rồi, ráng tập cho đúng nha. Rồi. Desk. What is there on the desk, Linh? On the desk. What is the Có cái gì trên bàn? Trên bàn nó có cái gì á? computer À, there is a computer on the desk. Okay, there's a computer on the desk. Dũng nào? Ooh. vâng. How The about old man. classes? À. Dạ vâng. The old man wearing the glasses. The older. The old the Cái chữ O là phụ older. âm nên phải đọc là từ the đúng không? The older man is wearing glasses again. The older man is wearing the glasses. Okay, computer under ready use. Nãy mình có nói luôn là computer under desk rồi. Rồi, cables, dây cáp nè. Linh. Beyond the Cable on the desk. Rồi, nói cho cô là người đàn desk. ông đó người đàn ông đó đang làm việc ví dụ như là đang làm về cái gì đó nha, dùng cho cô cụm là be working on cộng với cái đồ mà họ đang làm. Rồi, đó. The man, the younger man, he working on Cables. the cable. Cable, Tức là mình không biết cái hành động đó là chính xác là gì, nhưng mình biết là ổng đang làm cái đó. Ổng đang làm cái đó thì mình đang working on, là đang làm về cái đó, working on. Không dùng about. Working on the cables. Older man and young man. Rồi. Xong nhé. Này có older man and younger man. So look at this one. Nghe và đánh số thứ tự mình nghe. Now listen. Lấy cái bút đánh vào nhé. 3.5. Speaking question 3, progressive practice. Get ready. Part B, sample response.
There is a computer unit on the right side of the table. On the left, there is a young man with a white shirt leaning over a desk. He's probably a technology expert. The computer cables are at the back of the computer unit, where the young man is working. The younger man is connecting the computer cables. An older man is sitting behind the desk. He's wearing glasses. The older man is watching the younger man fix his computer. Okay, giống number one. Dạ, number one là the computer unit on the right side of the table. There is a Computer. unit on the right side of the table. Number two. On the left, there is a young man with a white shirt leaning over a desk. He probably a technology expert. Technology expert. Technology expert. Number three. Number three is the computer cables. The back of the computer, a computer unit where the young man is working. Number four. The younger man connected to the computer cable. Number five. Number five, an older man is sitting behind the desk. He's wearing glasses. Okay. Number five. Number six. Number six. Cuối cùng là đây đúng không? The older man is watching the younger man fix his computer. Okay, project lại lần nữa. Speaking question three, part B, sample response. There is a computer unit on the right side of the table. On the left, there is a young man with a white shirt leaning over a desk. He's probably a technology expert. The computer cables are at the back of the computer unit, where the young man is working. The younger man is connecting the computer cables. An older man is sitting behind the desk. He's wearing glasses. The older man is watching the younger man fix his computer. Rồi, tại sao chỗ đây người ta lại dùng là an older man mà không phải là the older man? Dùng. Đã Tại sao có lại là tại sao ở đây lại là an mà không phải là dùng the older man luôn mà lại là an rồi xuống dưới mới dùng the older man? Sao chỗ này không dùng the luôn đi cho nó nhanh? Chưa được, chưa biết. Rồi Linh nè, Linh, tại sao ở trên không dùng the older man luôn? Mắt ngựa ngựa dùng an older man, rồi chỗ này dùng the older man, ngựa không? Lý do là hả? Đấy là chưa xác định được người đàn ông lớn tuổi đấy. Còn the older man là người được xác định rồi. Đúng rồi, tại vì cái câu số 5 là lần đầu tiên, giống nhớ nhá, lần đầu tiên người ta nhắc tới người này, người ta dùng ở in. Thì câu số 6 là nhắc lần đầu, rồi qua lần 2 bắt dùng dùng the nhé. Ví dụ câu 1. Câu 1 là dùng a computer. Nhưng qua câu số 2, chưa thấy, câu số 3 lại có chữ the computer. Từ trong câu này ôm lại ngữ pháp ha. Rồi, và câu số 2 xuất hiện từ a young man. Cho nên qua câu số 3 người ta bắt đầu dùng từ the young man. Được chưa Dũng? Không. Rồi nhắc lại lý thuyết cho cô nào, khi nào dùng vào anh? À, khi mà cái đấy nó chưa được xác định thì mình dùng ân, còn mà Đúng khi rồi. xác định thì mình sẽ dùng dơ. À, và sao mình biết là xác định rồi hay là chưa xác định? Bởi vì mình sẽ dựa vào là
Okay, đấy đã xuất hiện trong câu chưa? Vậy thì cái Nếu từ all mà chưa được in thì nó chưa xác định là nhắc lần. lần đầu, Nhắc lần đầu. Còn chữ the là nhắc lần. lần thứ hai rồi. À, lần hai trở đi. Lần hai trở đi. Thì khi mình miêu Lần tả tranh cũng vậy nhá. Như cô hay nói là a man and a woman. Lỡ đâu mà mình cứ rối trong câu thì lúc này mình nói sao? In the picture there are five people, three men and two women. Chỗ này nhắc rồi, xuống dưới dùng the thoải mái. Ở trên chưa nhắc thì còn hơi rối. Chỗ câu đầu tiên nhắc luôn đi, về sau khỏi bị lộn. Ha. Now we move to the next one. Rồi, miêu tả tranh nè. Nhìn cho cô câu hỏi nè. Nhìn cho cô câu hỏi nha. What are these people doing? How many people? Where are they? What things do they have? Họ có cái gì? Họ mang theo cái gì bên mình? Họ có cái gì? Bây giờ, what's the weather like? Thời tiết như thế nào? Two people in the center holding woman the right phía bên phải đang làm cái gì? Who might people in the picture be? Họ có thể là ai? Bây giờ nghe câu trả lời và đánh số thứ tự xem cái câu trả lời đó tương ứng với câu hỏi nào. Được chưa? Câu trả lời tương ứng với câu hỏi nào? Ví dụ nó nói là in the picture there are four people. À, nó mới nói câu đầu tiên, four people suy ra. Nó trả lời cho câu này. Thì đánh số nhé. Nghe một lần thôi, sau đó cô check đáp án luôn. Không nghe nhiều lần ha. 3.6. Speaking question 3. Progressive practice. Get set. Part A. Sample response. Well, in this picture, there are four people. It's a really nice sunny day. They're sitting next to a lake, probably in a park. They're probably a family, a mother and father, and their two young sons. They're having a picnic lunch. They have cups, a basket, some fruit, sandwiches, and other things, and these things are on a blanket on the ground. The father and son in the center are eating their watermelon. The mother is sitting on the right, and it looks like she just cut a piece of watermelon for herself. They're probably having a good time. Cô tua từng câu nhé. Câu đầu tiên Dũng nghe tự trả lời ha. Speaking Dạ question vâng. 3. Cô đọc Progressive tự trả lời thôi. practice. Get set. Part A. Sample response. Well, in this picture, there are four people. Dũng. Dạ vâng. Câu đầu tiên là how many people are there in the picture thì người Yes. ta Ok. Nói cho cô câu họ hỏi là được gây. Dạ rồi. vâng. Câu hỏi là được. There are four people. Number two. Nghe câu trả lời và đọc cho cô câu hỏi trong bài. Ha. Vâng. It's a really nice sunny day. They're sitting next to a lake. Lên. What's the weather And. like? And where are the people? Yeah, in the lake. Okay, number four. Tiếp nha Dũng nha. Probably in a park. They're probably a family. Dạ. Dũng. Bọn dạ cô ấy là cô Probably a family. What does it mean? They're probably a family. What does it mean? family They're probably a family. What does it mean? Family, what does it mean? Probably Bỏ cái từ probably ra, từ family, what does it mean? là family là gia đình. Rồi, trả lời cho câu nào. Gia đình.
Có thể là một gia đình, trả lời cho con nào. Đây là đâu và tôi là ai? Mai Who might mẹ the people in the picture be? Họ có thể là ai? Họ là một gia đình. Okay, so number four. Next, tiếp theo Linh A nè. mother and father and their two young sons. They're having a picnic lunch. Linh. What are the people doing? Having lunch. What are these people doing? Okay, giống tiếp theo nè. They have cups, a basket, some fruit, sandwiches, and other things. Giống. Cô cho em nghe lại đoạn đấy không? Nghe lại đoạn đó, ok, nghe lại nhé. Some fruit, sandwich, basket, some have cups, a basket, some fruit, sandwiches, and other things. Nó đang liệt kê về cái gì á? Chưa luôn hả? Nghe kỹ cái động từ cho con nè. Sandwiches, basket. They have cups, a basket, some fruit, sandwiches, and other things. Cái gì á Dũng? Cái gì mà xe xe cái gì Xe cái gì rồi? Đây, đây, They're đây, 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 đây. Nghe lại nè, nghe lại lần cuối nè, lần cuối cùng nha. having a picnic lunch. They have cups, They have cups, a basket, some baskets, fruit, fruit, sandwiches, and sandwiches, other things. and other things. Cái gì đó giống? Có bánh sandwich với cả một vài cái ly với lại Rồi cái câu nào, câu nào, câu nào, dạ cái câu câu bắt tinh đúng rồi what things vào mi tâm đấy, được chưa? Rồi. đúng. Rồi nghe không ra, tại các ông đúng á, các ông không đúng xong rồi liền nghe nữa, cái giọng của họ khó nghe. And these things are on a blanket on the ground. The father and son in the center are eating their watermelon. The mom. Linh nè. What are the people in the center holding? Yes, the father and the son. Father and the Center đây son. là father, son lại là center. Em nghĩ là hai người kia là center. Để cô ghi cái này đây nè. Rồi, tất nhiên là đây luôn đúng không? Đây, quay lại bức tranh nè. Người bố và người con trai ở giữa bức tranh. Tại có tới hai đứa con trai nè. Người bố và người đứa con ở giữa bức tranh. Đang ăn dưa hấu nè. Ha. Center là giữa bức tranh đấy. Hồi nãy Linh hỏi là gì nhỉ? Em nghĩ là hai người kia là người giữ tranh, kiểu bố mẹ là người giữ tranh. Đâu? Đâu, 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 đây, 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 cái bức tranh nó đứng ở đây, thì bên này là bên trái, bên này là bên phải, hai người này là ở giữa chứ. Được chưa? Người mẹ là đứng theo góc nghiêng này rồi, người con đứng theo góc nghiêng này rồi, thì cái khúc này mới là khúc giữa nè. Rồi, Phương Hứa, in the center, và cuối cùng là người mẹ nhé. Nghe Dũng nè, coi người mẹ đang làm gì, trả lời câu hỏi người mẹ đang làm gì nha. Mother is sitting on the right, and it looks like she just cut a piece of watermelon for herself. They're She just cut a watermelon for herself. What does it mean? the Cut a piece. She just cut a piece of watermelon for herself. Bà vừa mới làm gì? bà vừa nhặt nhặt hạt Cut. Cut a piece. What does it mean? a piece. Don't maybe. Ui, bà ấy Yeah. đang nhặt hạt rồi cô. Peace là một miếng quả Vậy hình như thế cắt, này mà vậy cắt là ra cắt từng cắt miếng. miếng cắt miếng. Nhưng mà chỗ này là she just là cắt rồi, có vẻ như là bả vừa mới cắt cho bả một miếng. Tại vì trong bức hình là mấy người kia là đang ăn nè, hai người này đang ăn còn bả vừa mới nhìn ra thôi, đoán là bả vừa mới cắt ra, mới chưa có kịp ăn đâu. Được chưa? Rồi, nghe lại lần này nhìn cái chữ ra coi nó dễ hay không, không có script là có script. Vài bữa đi thi nhé.
Không có chữ nào cho em trên màn hình cả, nó chỉ có một vài câu hỏi rồi nó show lên màn hình, còn lại là nghe nó nói cái nội dung rồi trả lời đó, mà nghe không ra câu hỏi là xỉu ngay. À, tại sao cô bảo mình luyện shadowing? Luyện shadowing một là đọc, là em phải nghe cái âm của họ đọc như thế nào em đọc lại, thì lúc này đang luyện nghe dần quen cái cách mà họ đọc cái âm nó ra nữa. Shadowing vừa tăng khả năng phát âm vừa tăng khả năng nghe. Cô không nói về học từ vựng nhé. Shadowing chỉ có bắt chước và nhại lại thôi. Và cái này được, ngày xưa cô rất là lười shadowing, cô thấy rất là chán. Tới một ngày nhận ra là cái cách học tiếng Anh của mình bị sai rồi, và cái giọng của mình nó không còn đúng nữa, thì phải shadowing lại, phải đi lại từ đầu đó. Nó rất là chán, cô biết công việc này nhưng giờ cô không thấy chán nữa. Tại mình thấy là đó là cách duy nhất để mình có thể cải thiện phát âm. Nghe lại cái chỗ này, nghe đây rồi thấy nó Speaking khó hay dễ. question 3, progressive practice. Get set. Part A, sample response. Well, in this picture, there are four people. It's a really nice sunny day. They're sitting next to a lake, probably in a park. They're probably a family, a mother and father, and their two young sons. They're having a picnic lunch. They have cups, a basket, some fruit, sandwiches, and other things, and these things are on a blanket on the ground. The father and son in the center are eating their watermelon. The mother is sitting on the right, and it looks like she just cut a piece of watermelon for herself. They're probably having a good time. À, chỗ đây là foreign son, chỗ đây không có đọc là hèn nhưng bình thường cô hay đọc nên nó nuốt âm luôn, đọc là the father and son, the father and son, đọc nhanh lắm. Âm này là âm, trong tiếng Anh nó có hai loại âm là âm strong, nó gọi là strong strong form and weak form. Strong là đọc to rõ mạnh mẽ, còn weak là hình thức đọc yếu, tức là đọc nhỏ thôi. Cái chữ này đọc strong form của nó đọc là an, nhưng mà weak form của nó đọc là father and son, father and son. Nghe không được chữ an đâu, nhưng nó cũng tại vì nó không phải là từ mang ý nghĩa về mặt nội dung ấy, nên người mình nghe rõ được từ father và son thôi. Sao vừa nghe vừa nhìn script thấy sao Dũng? Dạ, em thì dễ. À, rồi đi thi đâu có riết đâu, script đâu rồi sao hả? À, nhìn vô bức tranh nè, miêu tả tranh cho cô nè, chuẩn bị nha chưa? Cái này em chưa chuẩn bị kịp. Rồi cô cho 1 phút thôi. Đi thi là người ta cho 45, sorry, đi thi người ta cho 35 giây, 30 giây để chuẩn bị nè, giờ cô cho 1 phút nhé. Sau 1 phút thì nói được cái gì thì cứ nói. Là cô bấm giờ nè, 30 giây, à không, 60 giây bắt đầu. 60 giây xong mình gọi Dũng lên nha. Dũng lên trước rồi qua Linh. Ok, let's start. Nhớ về nhà luyện đọc, luyện nghe thụ động cho cô nha. Em phải nghe thụ động từ đây tới cuối năm thì năm sau em mới bắt đầu làm bài nghe được. Trước cái ông nhỏ kia, ông cái ông sai tùm lum hết, ông nghe thụ động được nửa năm, ông thi được 300 mấy, 350 điểm nghe đó.
nghe nó thi được 350, mà cái lần đầu tiên nó test nó được có 100 thôi, 100 đó là điểm lụi hết, tại nó đọc không có được. Nghe hết nha, sử dụng tiếng Anh là phải nghe hết, kỹ năng gì cũng cần nghe hết. Vậy em có viết đi chăng nữa em cũng phải nghe nó hỏi cái gì rồi mình mới viết được. Dũng nào, bắt đầu. Dạ vâng, in the picture I can see two people there two women I it look like they are discussing about something let's discuss in more detail. In the left picture, I can see old woman, with young woman. She wearing white shirt. She has the long hair. And the eye round à the eye big round in the right picture I can see a woman. She has the short hair and she wearing áo khoác gọi là gì nhỉ cô nhỉ? Jacket. Jacket. She holding paper. I think she holding paper and she want to how question Rồi, ok. Rồi, hồi nãy là background, đọc là background. Rồi, hồi nãy em hỏi áo khoác là gì thì cô không nhìn tranh nên cô nói jacket. Trong bài này sai, nhưng mà từ coat, jacket là cái áo nó tới cái hông của mình thôi. Còn coat là cái dạng áo dáng dài và nó lấp cái mông luôn. Thì bà này mặc cái áo này có khả năng là coat chứ không phải là jacket. Jacket là áo ngắn ngắn, không ngắn. Cái áo mình nên tới cái phần hông của mình thôi. Và áo mình thì kiểu măng tô thì dùng từ coat. Rồi qua Linh trước đi rồi lát cô sửa tiếp nè. Linh nè. See the picture there are two women on the right of the picture. There is a younger woman, older woman standing outside the car. She has short long hair and she is wearing a white coat. On the left of the picture, say a younger woman. She is sitting in the car. She has black hair. They have talking to each other. I guess they are giving direction to each other. The woman in the car is looking and listening to the other woman carefully, and the woman is pointing and talking about something on the map in her hand. Giống dịch lời của Linh nè. Nhớ cái gì là nói cho cô không, nhớ y chang, nhớ được cái gì không? Bạn ấy cũng nói là có hai người phụ nữ. Hết rồi.
Trời ơi, người ta nói cả khúc máy rồi, ta cần hết rồi. Hết rồi hả? năm cái em Nhiều quá không biết được không? em Rồi. Rồi. Dũng là đầu tiên vô là Dũng bị rối ở chỗ là không biết nói cái gì nên thành ra cũng không biết cái chữ gì luôn. Tức là mình không nhớ ra được cái từ vựng luôn. Rồi, lên làm miêu tả nha. Lên làm miêu tả là cái người đó ngồi trong chiếc xe rồi xong mới hỏi đường. Người này trả lời, người này lắng nghe. Nội dung là như vậy đó. Được chưa Dũng? Rồi bây giờ tiếp nè. Khi mà mình cái bài này mình theo kiểu không chắc thì mình sẽ dùng theo kiểu không chắc nhé, tức là em không biết là bà này bà đang nói về tài liệu hay là bà đang hỏi đường, nhưng mà nếu mà mình lập luận được đó, thì mình dựa vào những cái bằng chứng xung quanh thì mình lập luận, còn không thì mình nói là hên xui hồi nãy có nói từ là it's likely hoặc là it looks like cộng với cái vế mình không chắc mình dùng có vẻ như. À hồi nãy Linh nói là người phụ nữ là bên trái của bức tranh và người này bên phải của bức tranh. À, tuy nhiên cô nhìn nó hơi lệch một chút nha. Bà này chắc chắn là ở bên phải rồi, nhưng bà này nằm ở giữa bức tranh rồi, chứ bà không nằm ở bên trái của bức tranh. Nếu như mình nói là nhỏ nào, nhỏ bên trái hay nhỏ bên phải, mình không nói của bức tranh, mình nói là on the right, on the left thì ok. Còn nếu thêm từ photo nữa thì nói cho cô là người phụ nữ ở giữa bức tranh là đang ngồi trong xe, còn người bên phải của bức tranh thì mới là bà này. Còn em không chắc thì em chỉ cần nói cho cô là the woman on the right and the woman on the left. Rồi. Bây giờ qua Dũng lại. Cô nghĩ nhá. À. Linh là Linh nói cho Dũng nghe ý của em bằng tiếng Việt. Dũng nói xong đi rồi cô mới cho từ vựng mình nữa. Em nói theo cái cách diễn đạt Dạ, tiếng Việt của em trước cho Dũng nghe. Rồi có hai người. Sao nữa? người phụ nữ ở bên phải thì đang ở ngoài kiểu tô, cô ấy có mái tóc ngắn và À. áo áo cúc nó dài, áo khoác Ừ. dài, Ừ. thì người bên phải trái thì ngồi trong xe, Ừ. thì cô ấy cũng em nhìn là cô ấy có mái tóc màu đen, xong người bên trái thì họ đang nói chuyện với nhau và họ đang Hai, rồi hai đứa này đang làm gì nhau? đoán là họ đang chỉ đường với nhau. Đứa nào hỏi, đứa nào chỉ? Cái người hỏi là cái người nói hay là cái người chỉ là cái người nói? Người hỏi là cái người trong xe, người trả lời là người ngoài xe. Đúng, tại vì em đi đâu đó người ta dừng lại, vì em đứng trên đường người ta dừng lại người ta hỏi em. Không lẽ nào mà người ta đang chạy xe xong em muốn hỏi đường, em chạy tới em chặn đầu xe người ta em hỏi đường, rất là kỳ. Dựa vào logic nha, thì cái người trong xe hơi có khả năng, mình không chắc thì mình dùng cái cụm hồi nãy không chắc hết ha. À, I'm not sure cộng với cái vế đó ra, còn như mình cũng có thể là it's likely that người trong xe là người hỏi đường và cái người đứng ở bên ngoài là cái người chỉ vào cái map và đưa cho cô ấy directions to the destination she want to go. À, một người thì đang nói còn cái người kia là cả lắng nghe một cách chăm chú nào, listen carefully to the all the women hoặc là to the woman outside carefully. Rồi nhìn cái xe mà nhìn hỏi đường như vậy là họ đang ở trong nhà hay là ở ngoài trời giống? Đã. Họ đang ở trong nhà hay đang ở ngoài trời? Họ đang ở ngoài trời. Họ đang ở ngoài trời, outside hoặc là on the road. Rồi bây giờ miêu tả lại đi giống. Dạ vâng. Nói lại đi rồi cô mới sửa lại nữa. In Cứ sửa từ the từ picture, lên. À. I can see two women Ừ. on the right picture. There is a woman standing outside the car. She has short blonde hair.
Vâng, and she wearing coat. White coat. In the left picture, I can see young woman. She sitting on the car. She has the long black hair. I guess they are talking about direction. More detail. Ok. Rồi. Ừ. Old woman Ừ. ask the Rồi bây giờ cô sẽ nói cái tiến trình như mình làm ở nhà nhé. Ví dụ trên lớp Linh và Dũng nói như thế thì bây giờ cô sẽ làm mình sửa bài. Được chưa? Và nếu như ở nhà thì mình sẽ làm sao? Nếu như ở nhà nãy giờ em viết cái gì á thì em cứ viết ra y chang luôn Dũng. Hồi nãy em nói với cô bao nhiêu câu em cứ viết ra y chang. Sau đó nhá, lấy cái nội dung mà em viết. Tại vì GPT nó sẽ không nhận diện rõ cái bức hình. Lấy nội dung nãy giờ em đang viết về nó, những cái từ đơn giản nó kể. Đơn giản bình thường. One word G nói với tôi nè, miêu tả, đưa cho tôi một đoạn mẫu miêu tả bức tranh có nội dung tương tự như sau. Được chưa? Rồi em hai chấm, quăng cho nó cái nội dung nãy giờ em nói với cô nghe á, mà bằng tiếng Anh nhé. Quăng, sau đó cho nó thêm câu nè. Cho tôi bài mẫu của level tùy em nhé. Hiện tại em thấy em ở B1, để em cho em thấm cái B1 đó. Cho tôi ở level B1. Và nó sẽ dựa trên cái lời văn em miêu tả. Nó sẽ miêu tả khá là gần như cái bức tranh em muốn. Ví dụ nó sẽ đưa khoảng tới 80% nội dung mà em cần muốn của cái bức tranh em cần miêu tả. Đó là cái bước ở nhà nhé. Và hôm ngày mai lên, lát nữa học xong cô sẽ gửi vào bức tranh. Ngày mai cô gọi lên làm như vậy, làm cái bước đó như thế cho cô. Tại vì mình đi thi chứ mình không còn là đi giao tiếp với người công ty nữa, mà mình phải đạt được cái điểm đó nha. Đầu tiên nhìn trên phân tích bằng tiếng Việt cho cô đi, phân tích trước đi, sau đó em muốn nói bằng gì dịch sang tiếng Anh cho cô. Cái bước đầu tiên là cái bước tự dụng từ của em, tự dụng từ của em. Sau khi xong viết hết cái, gõ hết cái nội dung nãy giờ em muốn nói vô GPT, bảo nó sửa cho em nội dung để có thể đạt điểm. Ví dụ như em muốn là B1 thì nhắn vô B1, muốn B2 em nhắn B1 trước đi. Sau khi em đọc xong từ B1 em đã hiểu hết chưa? Sau đó dán lại câu lệnh y chang nhưng nói với nó là cho tôi bài mẫu của B2. Nó ra được cái bài đó. Hôm sau cô gọi lên nói những bài mà cô cho về nhà nhé. Tức là trên lớp là cô sửa và về nhà em phải làm thêm để em tăng thêm từ vựng. Bây giờ cô mở đầu câu nè. In the picture, there are two women on the road. Hoặc là mình không chắc on the road, dùng cho câu từ outside. Rồi, qua Linh nè. Câu tiếp theo Linh nè. Người phụ nữ ở bên trong xe đi. In the middle. Of the picture, there is a woman who's sitting on the The woman is sitting in the car, trong xe hơi nhé. Nếu mà em nói on the car là bà đang leo lên cái mui xe bà ngồi ấy, phải không? So sitting in a car, bà ngồi trong đó rồi bà làm gì? lắng nghe ạ, hay là bạn đang nhìn Tại vì mình đang miêu tả động từ verb in mà, thêm một động từ cho cô nữa là bà đang nhìn bà. và lắng nghe. Looking at the woman. Other woman and listen to me.
Looking at the other woman outside, outside the car, hoặc là looking at the other woman and listening carefully to her speech. Nghe bạn nói một cách cẩn thận, giống nào. Thế là cái thêm mấy câu miêu tả của cái bà trong xe nè. Bà có mái tóc màu đen nè. Vâng. She Và has đang mặc cái áo gì đó. long black hair She has long black hair. and she wearing white À, rồi. Đi thi sẽ có tranh màu cho em. Giờ chưa có tranh màu thì phải màu đen chắc chắn là tóc tóc đen rồi, tóc bà kia màu xám hay màu gì thì cô không chắc, nhưng cái áo màu gì thì mình không biết, thì chỗ đây mình nói là và mặc một cái áo, cô không chắc áo này áo gì nữa, mình nên trong áo khoác hơn ví dụ tạm thời nhé. Đi thi rồi em sẽ có màu ha. She has long black hair. She has long black hair. Chỗ này hết đi, tại màu mình không biết, còn wearing thì là động từ rồi, câu này đang nói về có. Tới chỗ đây ngưng, tại cái nào không chắc thì đừng có đưa vào. Tiếp, người tiếp theo nè, Linh nè. Người phụ nữ còn lại nè. The second woman. The second woman is on the left of the picture. She is standing outside On the left of the picture, easy standing the car. standing outside of the car, hoặc là the standing kế bên đó nhé, next to the car. Bà đang làm gì đi Dũng? Dũng nói cho coi là bà có mái tóc ngắn xoăn, có mái tóc ngắn xoăn và mặc chiếc áo khoác. Rồi. She has short Em chỉ biết curl cái xoăn cơ à cơ cơ blau hair curly hair and bà đang mặc nè. and Is wearing wearing a a coat. Rồi. Thêm cho con một cái từ nè, cái áo đẹp không? coat. Đẹp không? Cái áo mặc đẹp không? Và Đẹp. beautiful. Beautiful, được luôn. Nhìn thời trang nè, lịch lãm nè, Fashion. fashionable. Fashionable. Coat. Thì thấy cái chỗ này rồi, hết ý rồi. Fashionable coat. Rồi, dùng tiếp luôn đây. Nói là bà đang Vâng. ha. Bả đang chỉ vào cái tấm bản đồ. Chỉ vào cái tấm bản đồ. Ha, bả đang chỉ vào tấm bản đồ và đưa ra hướng dẫn cho người còn lại. Chỉ là gì? Point, đưa ra hướng dẫn nè, give directions. Rồi nói đi. She is chỉ vào nè. Watching the chỉ vào tờ giấy À, tờ the giấy map. à Nhưng mà the mình không chắc lắm, nó hơi giống giống the map. Đọc dục cho cô, nãy mình có học cái cấu trúc là some kind. Ha, đang chỉ vào một cái đại loại giống như là cái map gì đó. Và gì? Đưa ra chỉ đường nè. map Giving. giving Nãy cô mới nói xong. Direction. Directions. Và đưa ra chỉ đường đó, đưa ra chỉ đường cho cái người kia. Give directions to the other cho người còn lại. Rồi Linh nè, con Anh nhà chị nhau xong. đứa đó nhìn vô, bây giờ cảm nghĩ của mình, nhìn vô bức tranh cảm nghĩ sao? Cảm nghĩ rùng rợn ghê gớm không Thấy bình thường. Cảm ha? thấy bình thường. Cảm thấy bình thường, nhưng mà Ừ.
Nhưng mà nhìn vô đây, nhìn vô thấy người phụ nữ chạy xe hơi, xong rồi Đúng hỏi là tốt đường. bụng. Đúng rồi, tốt bụng, thân thiện. Được chưa? Được rồi, bây giờ nói nè. Cô ấy, bà ấy trông có vẻ tốt bụng và thân thiện. Nói đây. She seem to be kind. She seems to be kind. Thân thiện nè. Friend. Friendly. 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 Khi mà giúp đỡ người khác đó. Đưa ra chỉ đường là giúp người ta rồi. Ok. Can happen. Happen the other. The other. Khi mà giúp đỡ người khác. Rồi hồi nãy cô quên một từ nữa là hồi nãy Linh có đưa cái câu là hai người này trông có vẻ là đang hỏi và chỉ đường cho nhau ấy. Rồi chỗ này sẽ là gì? There are two women on the road. Một là em đưa lên trên, xuống dưới em phải nói, cũng xuống dưới đây. Xuống dưới đây thì chỗ này mình nói là gì? Cô ấy. À. Đó rồi, nhỏ này có tóc. Không phải. À, người này ngồi trong xe nè, nhìn người phụ nữ và lắng nghe một cách chăm chú. Rồi, lúc này mình mới đoán là có vẻ như cô ấy đang hỏi đường đi đâu đó nhé. Rồi, it's likely. She is asking for directions. Cô ấy đang hỏi đường đi đâu đó thì là hỏi đường rồi đó. Rồi cái xuống dưới đây thì là gì? Người đàn bà này đang nhìn vào chỗ này, mình không chắc, mình mới nói cái từ là at the map of some kind, cái cụm point thì đi với the at, rồi một cái gì đó giống như cái biểu đồ, the map of some kind. Rồi chỗ này là kind and friendly. Xong xong bài miêu tả nhé, rồi biểu đọc lại nè, đọc lại xong nghỉ nè, môi lên Yeah. In đọc lưu loát the nha, tập chậm mà middle lưu loát tí. Ok. of the picture, the woman is sitting in the car, looking at the other woman and listening carefully to her speak. It's likely that she is asking for directions. She has long black hair. The second woman on the left of the picture is standing next to the car. The head has short curly hair and is wearing fashion clothes. She is pointing at the map of some kind and giving directions to the other. She seems to be kind and friendly when helping the other. The The other, the other, the other. other. Nãy thiếu cái câu dẫn tới bức tranh á, câu dẫn tới bức tranh, trong bức hình có hai người đang ở trên đường phố, on the road. Bài này cô gửi vào group nè, về nhà ghi âm nhé, Dạ vâng. về nhà ghi âm phần này. Rồi bài tập về nhà nè, cô gửi cho bốn bức tranh. Ngày mai làm gì, làm xong bốn bức tranh theo cách lúc nãy cô nói. GPT sẽ không vận dụng được cách mà em nhìn cái bức hình nào, cho nên là tức là em đưa cái hình cho nó cũng không có miêu tả được cái hình đó, và em sẽ miêu tả cái hình bằng ngôn ngữ của em trước, tức là mình phải cho mình cơ hội động não trước. Sau khi xong mà em quăng vào cho nó, em nói là cho tôi một cái bài mẫu dựa trên cái nội dung này, rồi nó cho em cái bài, và em không, hiện tại cứ dùng cho cô là B1 nhé. Sau khi em làm cho cô hai bản, một bản là B1 và một bản là B2, nếu như nó ra B1 và B2 mà em chỉ đọc được B1 thôi, có nghĩa là level của em hiện tại đang ở đây. Sau đó thử cho cô cái B2 và đọc xem trong B2 có cái từ nào hay hay mà mình có thể học hỏi được hay không, lôi vào trong vở luôn. Hôm sau cô gọi lên nói, cô nói là gọi lên nói, tức là em cũng được nhìn trong vở nhưng mà chỉ nhìn ở mức độ 50-50 thôi. Còn lại thì mình sẽ tự nói nhé. Bây giờ nghỉ nha. Vâng. Thank you, what I see you. Bye bye, see you.
Yes.